10 món hàng kinh doanh, 1 đồng vốn, 4 đồng lời. Không có nhiều vốn nhưng chỉ cần đam mê kinh doanh thì bạn hoàn toàn có thể thử sức với 10 món hàng quen thuộc dưới đây. 1. Bắp rang. Với vốn bỏ ra chưa đến 3 triệu đồng từ tiền mua máy nổ, nguyên liệu làm bắp rang bơ là bạn đã có thể kinh doanh mặt hàng này rồi. Trừ chi phí, mỗi ngày người bán bắp rang bơ ở Hà Nội cũng thu về bình quân khoảng 200.000 tới 300.000 đồng. Tính ra thu nhập cao hơn cả công chức và người lao động làm việc ở các doanh nghiệp. Đây là nghề mới mang lại thu nhập rất khá cho những người làm nghề. Mỗi ngày nếu chịu khó làm từ 8 giờ sáng đến 20 giờ cũng kiếm được trên dưới 1 triệu đồng. 2. Trà đá. Chỉ đơn giản là tận dụng khoảng cách giữa hai nhà cạnh nhau, vài ba cái ghế nhựa xung quanh và chiều chiều thì phục vụ trà trong một hàng thức ăn vỉa hè. Vậy mà mỗi ngày, trung bình cũng thu được từ 500 tới 700 ngàn đồng. Do là một hình thức kinh doanh tự phát triển vỉa hè nên các quán trà gần như không mất phí thuê cửa hàng địa điểm. Chi phí đầu tư ban đầu không quá tốn kém, chỉ cần bỏ ra khoảng 2 tới 3 triệu mua hàng, chè, bánh kẹo hướng dương, vài chục cái cốc và ghế nhựa là có thể mở một quán trà đá vỉa hè. Như vậy, trừ vốn ban đầu, mỗi người chủ quán trà đá vỉa hè có thể thu nhập lên tới 30 triệu đồng một tháng. 3. Cá viên chiên. Từ món cá viên chiên bán dạo cho đến hơn chục các món khác đi kèm như bò nướng lá lốt, bò viên, xúc xích lớn, xúc xích nhỏ, thịt đông, thịt nguội, chả lụa, chả giò, hoành thánh chiên mà bạn có thể làm giàu. Chỉ cần chịu cực thì nghề này có thể đem lại mỗi ngày vài chục đến cả trăm nghìn tiền lời, đủ chi phí cho cái ăn, cái mặc. 4. Xôi. Để hút được lượng khách đông đến mua, hầu như mỗi hàng xôi thường nấu phong phú, đủ nhu cầu thực khách. Cả thảy có tới 7 loại xôi: đỗ, lạc, thịt, ngô, xéo, xôi gấc và xôi vò chè đường. Chỉ 9 giờ sáng là không còn hàng để bán, có hôm mát trời đất hàng còn hết sớm hơn. Thường thì một gói xôi ngọt này có giá chỉ từ 5 tới 10 ngàn đồng. Vì gói xôi đầy đặn như vậy mà có cái giá rẻ đến khó tin. Nhưng thực tế, chỉ với mức giá vỏn vẹn vài nghìn đồng mà Nhẩm thu nhập từ việc bán xôi mỗi sáng lên tới 3-4 triệu đồng. 5. Bánh mì. Rất nhiều người thành công nhờ bán món hàng ăn phổ biến này. Ngay cả khi bán với giá 7.000 đồng một chiếc, vẫn có lãi do giá rẻ bán được nhiều. Trừ chi phí nguyên liệu, mỗi chiếc bánh 7.000 đồng, lãi 1.000 đồng. Mỗi ngày bán được từ 400 tới 500 chiếc, doanh thu lên tới cả triệu đồng. Bí quyết là nhập bánh mì tại lò để được giá gốc và tự làm ruốc, pate, thịt, hành khô. Phần để tiết kiệm chi phí, nhưng cũng là cách để ghi điểm với khách vì đồ thật, chất lượng thật. Thậm chí, còn có những tiệm bánh mì với mức giá bán cao hơn từ 10 tới 20.000 đồng một ổ. Với giá như vậy, các bạn thử ước tính xem có doanh thu và lợi nhuận cực khủng không? 6. Khoai. Chỉ cần những vật dụng đơn giản như bếp lò, vài chiếc ghế con để khách ngồi hay có dư tiền thì đầu tư hơn là có thêm chiếc xe đẩy kết hợp với nguồn nguyên liệu dễ tìm như ngô, khoai thì có thể mua ở quê hoặc ra các chợ đầu mối. Vậy là xong công việc chuẩn bị cho một hàng nướng ra lò. Theo tiết lộ của các chủ kinh doanh, ngô nhập buôn có giá từ 3 tới 4.000 đồng một bắp. Sau khi nướng chín, họ thường bán cho khách với giá từ 10 tới 12.000 đồng. Tùy loại ngô to hay nhỏ, khoai lang ở chợ đầu mối với giá 10.000 đồng một cân. 4 củ loại to, tính ra trung bình 4.000 đồng một củ. Khấu trừ tiền than hoa mỗi tối, mỗi ngày bán được khoảng gần 100 bắp ngô nướng, cũng lãi từ 500 tới 800.000 đồng. Để kiếm thêm thu nhập, ngoài ngô nướng, chủ các gánh hàng còn kinh doanh kèm khoai lang, mía nướng, ngô luộc. Điều này cũng giúp họ thu về khoản lãi khổng lồ. Giá khoai lang sống là 10.000 đồng một cân. Sau khi nướng chín, khoai được bán với giá gấp 4 lần. Mía có giá 12.000 đồng một cây, được chia khúc để nướng, bán với giá 7 tới 10.000 đồng một khúc sau khi nướng. 7. Cơm cháy chả bông. Hàng loạt cơm cháy liên tục liền mọc như nấm ở các khắp nẻo đường Sài Gòn như hiện nay, đặc biệt là chỉ với giá 5 tới 10.000 đồng một hộp, cũng đầy đủ ruốc, chả bông, mỡ hành. Chỉ cần bỏ ra vài triệu là bạn đã có một cơ hội làm giàu từ một nghề rất ư chân chính. Nhưng nếu muốn làm giàu nhanh thì bạn phải là nhà cung cấp cơm sấy mới có lời lãi hơn. Nhưng gợi ý thêm là chỉ nên bán vào buổi chiều tối từ khoảng 14 giờ đến 18 giờ vì đó hút khách nhất. Thời gian bán khác chậm thì mở ra tốn công cũng chẳng lời là bao. 8. Bánh tráng trộn.
Đây là món ăn vặt nghiện của nhiều bạn trẻ, thậm chí là nhiều người đã mua nguyên liệu chỉ có tép, bánh tráng, trứng cút, bò khô, mực cộng với tí nước gia vị cũng được bán với giá từ 10 tới 15 nghìn đồng một bịch. Mà những nguyên liệu ấy thì có thể tìm được ngay ở các chợ với giá tương đối thấp, số lượng càng nhiều thì tính ra chi phí càng thấp. Trung bình mỗi đêm bày ra từ 18 tới 22 giờ, có chỗ kinh doanh ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh bán được từ 250 tới 300 túi bánh, mang về doanh thu khoảng từ 3,5 tới 4 triệu đồng. Bạn đừng suýt xoa khi biết doanh số khổng lồ từ một quầy hàng rong nhỏ như thế. Nếu thích thì cứ bắt tay vào, mở ngay một chiếc xe bánh tráng và làm giàu ngay từ bây giờ. 9. Hủ tiếu gõ. Công thức gia truyền của dân bán hủ tiếu gõ rất đơn giản. Để làm 150 tô hủ tiếu trung bình, cần 80 lít nước, từ 6 tới 10 cân xương heo, 2 cân thịt nạc để hầm lấy nước lèo. Chi phí theo phỏng đoán là 6 cân xương là 330.000 đồng, thịt 2 cân khoảng 160.000 đồng. 6 cân hủ tiếu, 1 cân nui, bột ngọt, muối, bột nêm, giá hẹ. Nếu một đêm bán trung bình 100 tô với giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng thì một xe sẽ có lợi nhuận khoảng từ 600 tới 800.000 đồng một ngày, tương đương 18 tới 24 triệu một tháng. 10. Bắp xào. Một hộp bắp xào chỉ từ 7.000 đồng tới 10.000 đồng thì hiện nay lên 15.000 đồng, song vẫn đắt khách. Chỉ trong khoảng từ 16 đến 22 giờ hàng ngày, mỗi gánh bắp xào tại đây tiêu thụ bình quân 40 tới 50 hộp. Xong, theo tính toán của một người bán, con số này tăng lên rất nhiều vào những ngày cuối tuần, các ngày lễ. Mỗi ngày có chỗ bán đều đặn trên 100 hộp bắp. Cũng theo tính toán, một trái bắp tùy thời điểm có giá trung bình 1.500 đồng tới 2.000 đồng. Cứ 2 bắp thì làm được 3 hộp bắp xào. Kể cả phụ gia và than củi thì chi phí cho một hộp bắp khoảng 3.000 đồng. Nếu mỗi ngày bán được 100 hộp với giá 15.000 đồng, trừ chi phí thì người bán có thu nhập trên dưới 1 triệu đồng. Mức lãi gấp 3-4 lần vốn đã giúp những người bán bắp xào có lãi khủng hàng tháng lên tới 15-20 triệu đồng. Đây là thu nhập được xem là khủng trong thời buổi kinh tế khó khăn này. Quý vị và các bạn vừa được nghe 10 món hàng kinh doanh 1 đồng vốn 4 đồng lời. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chuyên gia của chúng tôi giải đáp, like và chia sẻ nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh Tài chính Kinh doanh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.